giáo siêu đáng yêu mà còn nhiệt tình nữa. Cô kêu Việt Ngân lên để thực hành minh họa bài giảng cùng cô nè. Nhật ký ngày 3 tháng 8. Hôm nay là tuần thứ 2. Bọn mình bắt đầu vào tập luyện, tập hát, tập nhảy. Trong 2 tuần vừa qua thì đã có rất nhiều việc xảy ra. Là học những gì, bọn mình học test, bọn mình học nhảy, bọn mình học hát. Và bọn mình được học thêm cả tiếng Hàn. Ở Hàn người ta rất quan trọng cái chuyện là phải đúng giờ. Mỗi sáng bọn mình đều dậy lúc 8 giờ và chuẩn bị trong vòng 1 tiếng, 9 giờ xuống sảnh và bắt đầu di chuyển đến chỗ học. Thì bọn mình đều tới lớp học trước 30 phút để chuẩn bị thay áo quần và ăn sáng, chuẩn bị cho lớp học Pilates đầu tiên vào buổi sáng. Tuần trôi qua ở Hàn Quốc rồi thì từ khi qua Hàn Quốc và khác hoàn toàn so với mình ở Hà Việt Nam. Mình cảm giác như là hoàn toàn là hai con người khác nhau luôn ý. Mình thấy những con người Hàn Quốc thì cảm giác như là cuộc sống của họ khá là nhanh, làm cái gì cũng nhanh hết á. Nên là khi bọn mình qua thì bọn mình cũng khá là thích nghi đối với cách ăn uống hay là cách làm việc hoặc là cách sống ở đây. Ở bên này thầy cô dạy lý thuyết khá nhiều. Trước khi vào thực hành thầy cô luôn luôn nói về lý thuyết cho bọn mình để cho bọn mình hiểu và mường tượng được cái vấn đề bọn mình đang gặp phải và bọn mình cần phải làm như thế nào để khắc phục được những cái mà bọn mình chưa làm được. Thì tại vì cũng khá bất đồng ngôn ngữ nên là phải thông qua một chị phiên dịch viên nên là sẽ có một số thứ bọn mình sẽ phải rất là khó để hiểu được ý, hoàn toàn ý của cô muốn nói. Nên nghe cô một phần và tự bản thân mình hiểu là một phần nữa. Những bài luyện thanh mà cô cho bọn mình khá là khác so với trước đây mình đã học thì đều có bổ ích cho bản thân mình hết. Và mình cảm giác mình hiểu được những bài luyện thanh đó và mình có nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà để áp dụng cái bài luyện thanh đó qua thực tế để đưa vô bài hát thì mình vẫn chưa. Nhiều điều mà ở Việt Nam mình cũng chưa từng tiếp xúc tới hoặc là chưa từng nghĩ tới là sẽ làm được như thế này. Mỗi lúc học nhảy hoặc là học hát thì bọn mình cảm giác như là đã tăng được level lên, cách tiếp thu một cách khá là nhanh và nhảy cũng như vậy. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar? Chắc chắn là vẫn chưa thực sự hiểu hết được động tác. Nhưng mà sau này nếu cái gì, chắc chắn cái gì làm quen thôi cũng sẽ làm, thì sẽ làm được. 2 tuần trải qua vừa rồi thì mình cảm giác như là
mình thích nghi khá là nhanh với cuộc sống ở Hàn Quốc, phù hợp về đồ ăn này, về lối sống. Mình cũng cảm giác như là ở bản thân mình đang là ở trong một môi trường như thế thì tự bản thân mình phải cố gắng để học và tự push bản thân mình lên. Everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards, take it tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money. Hello mọi người, thì mình mới học đi Pilates xong và bây giờ tụi mình sẽ đi ăn trưa. Và hôm nay buổi trưa tụi mình sẽ được ăn món đồ Việt Nam tại Hàn Quốc. Để xem tụi mình sẽ ăn gì nhé. Let's go. Và tụi mình đã tới rồi. Quán phở đây, quán mà Việt, quán Việt Nam mà mình nói với mọi người đây, đây quán phở. Để xem hương vị ở đây có giống ở Việt Nam không nhé. Ôi là trời. Trước khi vào ăn thì tụi mình cũng phải khai báo y tế trước. Đây là chị Du Jin. À nhân. Đây là anh thông dịch viên của tụi mình. Hello đi anh. Hello. Đây là chị thông dịch viên. Yeah, tụi mình đã có chị Du Jin khai báo y tế dùm rồi. Và bây giờ tiến tới bàn ăn thôi nào. Yo. Lúc này tụi mình mới học Pilates xong thì hiện tại tụi mình đang đi ăn trưa. Đây có phở này. Sanfuksu là phở bò bình thường này. Yeah. Núi bò cay y là cái gì? Núi bò cay, cay là cái gì? Núi bò cay. Bún chả đi chị. Bún chả? Vâng, đây này. Ờ, bún chả. Vâng, đem một bún chả. Hỏi cuốn. Bánh xèo ở đây thì có giá 17.000 tương đương với 340.000 Việt Nam. Bún chả. Bún chả này. Bún bò. Bún bò. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gọt tiếp tục mình làm xấu hả? Cắt để gọt. Chúng ta cần một công nhân. Em chăm. Bổ. Hơi to. Là trời. Nhìn cái tay bà rung mà sợ luôn. Chị lấy tay bốc độc á. Bốc độc á. Ra được chưa? Nghe tiếng. Hết hồi hộp hay. Đồ đây mới là đồ ăn đã tới này. Giờ bún chả này. Đây bún chả đà ra. Đây là lần thứ hai mình ăn bún chả. Lần đầu là mình ăn ở Hà Nội và lần thứ hai là mình ăn ở Hàn Quốc này nè. Thì mình thấy cái sợi bún á thì thay ở Hàn Quốc là sợi phở chứ không phải sợi bún. Chả nó cũng tương tự giống ở Việt Nam. Để với mình ăn xem thử hương vị nó sẽ như thế nào nhé. Mà tụi mình đã ăn xong rồi nè. Bây giờ tụi mình sẽ về công ty thôi nào. Let's go. Đây là hai chai nước mà chị Du Jin Si
여기 유진 유진 언니 감사합니다. 맛있게 먹어요. 네, 감사합니다.